Chào mừng quý vị và các bạn đến với bản tin 18 giờ 30 phút của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình cũng đang được phát trực tuyến trên ứng dụng di động Hưng Yên TV Go, trên website hungyentv.vn. Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên vừa tổ chức lễ phát động tháng hành động vì trẻ em và diễn đàn trẻ em tỉnh Hưng Yên năm 2023. Tháng hành động vì trẻ em năm nay có chủ đề chung tay giảm thiểu tổn hại trẻ em nhằm xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện, lành mạnh để thực hiện đầy đủ quyền trẻ em, bảo đảm trẻ em được phát triển toàn diện, là dịp để thúc đẩy việc phổ biến giáo dục kiến thức pháp luật về bảo vệ trẻ em, kỹ năng phòng ngừa, giảm thiểu các nguy cơ gây tổn hại cho trẻ em, đặc biệt cho cha mẹ giáo viên, người chăm sóc trẻ em và trẻ em, chủ động giải quyết các vấn đề về trẻ em, phòng ngừa, giảm thiểu các nguy cơ trẻ em bị xâm hại, trẻ em bị tai nạn thương tích, nhất là đuối nước, tai nạn giao thông. Tại lễ phát động, Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh đã nhận được sự ủng hộ của 58 đơn vị với số tiền trên 1 tỷ đồng. Sáng nay, Bộ Giao thông Vận tải tổ chức hội nghị trực tuyến nhằm chia sẻ những kinh nghiệm thực hiện xây dựng các dự án đường cao tốc với 37 điểm cầu tại các tỉnh, thành phố trên toàn quốc. Kế hoạch từ năm 2021 đến năm 2025, Việt Nam làm mới khoảng 3.000 km đường cao tốc. Với nguồn lực xây dựng đường đầu tư nguồn vốn lớn, đảm bảo tiến độ giải ngân là yêu cầu cấp bách, các đại biểu đã đưa ra nhiều ý kiến như giải quyết điểm nghẽn về cơ chế, kinh nghiệm khắc phục với địa chất, địa hình phức tạp và khí hậu cực đoan, đa dạng hóa phương thức liên doanh liên kết, triển khai dự án, kinh nghiệm khi triển khai dự án giao thông đảm bảo tiến độ tại Hưng Yên là giải quyết phát sinh trong giải phóng mặt bằng, triển khai đồng thời các gói thầu tư vấn thiết kế, đánh giá tác động môi trường và tổ chức mời thầu và đấu thầu. Huyện Quế Châu có gần 3 hectare đất trong khu vực dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô cần giải tỏa, hiện cơ bản các hộ dân đã nhận tiền hỗ trợ bồi thường. Huyện đã chi trả hơn 6 tỷ đồng tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng cho 17 hộ gia đình cá nhân trong diện thu hồi tại phần đất của trạm thực nghiệm Văn Giang, Quế Châu, cũng là đơn vị đầu tiên của tỉnh Hưng Yên thực hiện chi trả tiền hỗ trợ bồi thường giải phóng mặt bằng đối với dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội trên địa bàn tỉnh. Hiện chính quyền địa phương đang tiếp tục tuyên truyền vận động 4 hộ dân còn lại trên địa bàn xã Đông Tảo sớm đồng thuận trong việc nhận tiền đền bù. Hội đồng thẩm định xét công nhận làng nghề tỉnh Hưng Yên vừa tiến hành thẩm định làng nghề mộc Bùi Bồng, xã Dương Quang, thị xã Mỹ Hào và làng nghề đậu phụ, xã An Vĩ, huyện Quế Châu. Đoàn tập trung thẩm định một số nội dung, điều kiện sản xuất, quy mô sản phẩm, doanh thu, vệ sinh môi trường. Làng nghề mộc Bùi Bồng có 203 trên 364 hộ tham gia làm nghề, đạt tỷ lệ gần 56%. Sản phẩm chủ yếu của làng nghề là đồ mộc gia dụng, mộc mỹ nghệ. Năm 2022, doanh thu của làng nghề đạt trên 110 tỷ đồng. Thu nhập bình quân của hộ tham gia hoạt động ngành nghề đạt 257 triệu đồng một năm. Xã An Vĩ hiện có 951 hộ dân tham gia sản xuất đậu phụ, tạo việc làm cho trên 2,7 nghìn lao động địa phương. Sản phẩm chủ yếu của làng nghề là đậu phụ. Năm 2022, doanh thu của làng nghề đạt trên 35 tỷ đồng. Đoàn thẩm định bỏ phiếu và đồng ý đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh xét công nhận làng nghề đối với hai làng trên. Ngày mai, mùng 2 tháng 6, hơn 16.800 thí sinh trên toàn tỉnh sẽ bước vào kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học 2023-2024. Và đến thời điểm này, công tác chuẩn bị tổ chức thi đã hoàn thành, sẵn sàng cho những ngày thi tới đây. Năm nay, mỗi điểm thi bố trí từ 12 đến 14 người tham gia công tác bảo vệ, phục vụ tại các điểm thi. Hệ thống camera giám sát phòng chứa bài thi, đề thi cũng được đảm bảo hoạt động 24 trên 24. Tất cả những phòng không được sử dụng phải được niêm phong, đảm bảo an toàn. Trước đó, các trường trung học cơ sở tập trung ôn tập củng cố kiến thức cho học sinh khối 9. Gần kỳ thi, các giáo viên chủ yếu luyện kỹ năng làm đề cho thí sinh, đặc biệt với môn ngữ văn, môn duy nhất thi với hình thức tự luận. Đồng thời, các giáo viên cũng chú trọng tư vấn tâm lý, động viên để học sinh tự chuẩn bị tâm thế bước vào kỳ thi. Chiều mai, các thí sinh sẽ tới 28 điểm thi thực hiện thủ tục dự thi, đính chính thông tin nếu có sai sót. Tới đây, Cục Hàng không Việt Nam thực hiện thí điểm đồng loạt áp dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 đối với hành khách tại các sân bay đối với các chuyến bay nội địa. Nhân viên hàng không tham gia thí điểm cam kết không sử dụng thông tin hành khách vào mục đích trái pháp luật. Tại quầy check-in, luồng kiểm tra an ninh, điểm làm thủ tục bay cần dựng biển thông báo chấp nhận tài khoản định danh điện tử mức độ 2. Đối với hành khách có dấu hiệu bất thường, sẽ kết hợp phương pháp kiểm tra tính thật giả của tài khoản bằng cách dùng tài khoản định danh cá nhân mức độ 2 cài trên điện thoại nhân viên, quét mã QR code trên tài khoản định danh điện tử của hành khách để xác định mức độ tin cậy của tài khoản. Sau thời gian thí điểm, Cục Hàng không sẽ đánh giá hiệu quả và báo cáo Bộ Giao thông Vận tải về vướng mắc trong triển khai Nghị định số 59/2022.
Trong khuôn khổ các hoạt động chào mừng Festival Biển Nha Trang Khánh Hòa 2023, tối qua tại thành phố Nha Trang, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Khánh Hòa tổ chức lễ hội áo dài lần thứ tư. Lễ hội nhằm tôn vinh vẻ đẹp của chiếc áo dài truyền thống Việt Nam thông qua các hoạt động văn hóa tinh thần phong phú, hấp dẫn, góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc. Năm nay, lễ hội áo dài tiếp tục nâng tầm về quy mô và đổi mới về nội dung, đem đến cho người dân địa phương cùng du khách trong và ngoài nước những trải nghiệm. Lễ hội diễn ra với các phần trình diễn của các người mẫu chuyên nghiệp, diễn viên ca sĩ và phụ nữ các đơn vị địa phương trên toàn tỉnh Khánh Hòa, với các phần trình diễn trang phục áo dài xưa, áo dài tân thời, áo dài trong các dịp lễ cưới hỏi và bộ sưu tập áo dài 54 dân tộc anh em. Vừa qua tại khu vực Biển Đông, Đông Nam, cách côn đảo Vũng Tàu 120 hải lý, đoàn trinh sát số 2, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển Việt Nam phát hiện và kiểm tra tàu vỏ gỗ do ông Lê Văn Hoàn, trú tại An Biên, Kiên Giang làm thuyền trưởng, nghi vấn chở dầu lậu. Theo lời khai ban đầu của ông Hoàn, trên tàu đang chở khoảng 39.000 lít dầu đeo, tuy nhiên thuyền trưởng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số dầu trên. Bên cạnh đó, thuyền viên không đủ bằng cấp chứng chỉ chuyên môn theo quy định. Tổ công tác đã lập biên bản tạm giữ phương tiện, tang vật và tiến hành các thủ tục theo quy định, đồng thời dẫn giải tàu vi phạm về cập cảng Hải đội 301, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3, thành phố Vũng Tàu, cùng có hồ sơ ban đầu và tiếp tục điều tra xử lý theo quy định. Xin được chuyển sang phần tin quốc tế. Theo số liệu thống kê mới nhất, tổng sản phẩm quốc nội GDP của Ấn Độ tăng 7,2% trong năm tài khóa tính đến tháng 3 năm 2023, chủ yếu nhờ dịch vụ và tiêu dùng. Tốc độ tăng trưởng này đưa Ấn Độ vào nhóm các nền kinh tế lớn tăng trưởng nhanh nhất trên thế giới. Các kết quả tăng trưởng kinh tế theo quý và theo năm của Ấn Độ đều cao hơn so với dự báo của thị trường, lần lượt là 5,5% cho 3 tháng đầu năm 2023 và 7% cho năm tài khóa 2022-2023. Tăng trưởng kinh tế khả quan được đánh giá là mang thêm tín hiệu kinh tế cho Thủ tướng Narendra Modi khi Ấn Độ đang chuẩn bị cho cuộc tổng tuyển cử vào năm 2024. Trong đó, ông Modi nhiều khả năng sẽ tiếp tục lãnh đạo đảng cầm quyền để tìm kiếm nhiệm kỳ thứ 3. Quốc gia Nam Á hiện là nền kinh tế lớn thứ 5 trên thế giới và gần đây đã vượt qua Trung Quốc để trở thành quốc gia đông dân nhất trên thế giới. Liên minh châu Âu tuyên bố sẽ tăng gấp đôi nguồn lực cứu hỏa trong mùa hè năm nay, trong bối cảnh thách thức cháy rừng vẫn liên tục gia tăng ở châu lục này do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu. EU cho biết, đối với mùa cháy rừng sắp tới, lực lượng dự trữ máy bay chữa cháy của khối sẽ bao gồm 24 máy bay và 4 trực thăng từ 10 quốc gia thành viên. Ngoài ra, 11 quốc gia thành viên sẽ cử gần 450 lính đến từ Pháp, Hy Lạp và Bồ Đào Nha. Hiện khu vực Nam Âu đang chuẩn bị cho một mùa hè hạn hán dữ dội, với một số khu vực đã bị thiếu nước và nông dân mong đợi vụ thu hoạch tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ. Chính phủ Anh dự kiến sẽ xem xét luật bán thuốc lá điện tử như một phần của chiến dịch quy mô lớn nhằm chống lại các sản phẩm gây nghiện cho trẻ vị thành niên. Thuốc lá điện tử đã tạo ra một thế hệ người hút thuốc mới ở Vương quốc Anh và sau khi chúng được tiếp thị như một phương tiện giúp người hút thuốc bỏ thuốc lá. Ngày nay, chúng thu hút thanh thiếu niên bằng những hương vị khác nhau như trái cây, kẹo và bạc hà. Thủ tướng Anh Rishi Sunak mới đây đã đến thăm một phòng thí nghiệm để tìm hiểu thêm về sự nguy hiểm của thuốc lá điện tử sử dụng một lần. Chính phủ của ông đang thu thập thêm ý kiến về vấn đề này. Và đây là bước đi đầu tiên để thay đổi cách thức tổ chức tiếp thị và quảng cáo thuốc lá điện tử. Chính phủ Anh dự kiến sẽ hạn chế thuốc lá điện tử bằng cách cấm các mẫu thuốc lá miễn phí cho trẻ vị thành niên và tăng tiền phạt đối với việc bán thuốc lá điện tử bất hợp pháp. Tỷ phú Elon Musk vừa trở thành người giàu nhất trên thế giới sau khi giá cổ phiếu của tập đoàn thời trang LVMH của tỷ phú người Pháp Bernard giảm mạnh. Theo đó, ngày 1 tháng 6, ông chủ hãng xe điện Tesla Elon Musk đã vượt qua giám đốc điều hành của tập đoàn thời trang LVMH, ông Bernard Arnault, để trở lại vị trí người giàu nhất trên thế giới. Sự xoán ngôi này diễn ra sau khi cổ phiếu của LVMH giảm tới 2,6% trong ngày 31 tháng 5. Sự sụt giảm trên khiến tổng giá trị tài sản của ông Arnault còn 186,6 tỷ đô la Mỹ, thấp hơn khối tài sản 192,3 tỷ đô la Mỹ của Musk. Trong nhiều tháng qua, ông Musk và Arnault đã liên tục so kè nhau ở vị trí người giàu nhất trên thế giới. Ông Arnault lần đầu tiên vượt qua Musk để trở thành người giàu nhất vào tháng 12 năm 2020. Quý vị và các bạn thân mến, tới đây chúng tôi xin kết thúc bản tin 18 giờ 30 phút của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.